Chào mọi người nha. Hôm nay thì Tây Nguyên rừng thì lại tiếp tục đi thăm bẫy nha mọi người. Nhưng mà hôm nay đi thăm thì là hơi buồn nha mọi người. Anh em thì ở nhà toàn bận đi gieo lúa mọi người, nên là cũng không có thời gian để lên thăm. Mà bỏ đây cũng khoảng 4-5 ngày đấy. Bỏ lâu quá mình cũng thấy là cũng lâu rồi, sợ mà dính mấy con chồn này nọ nó bị thúi chết mọi người, cũng phí. Nên là hôm nay mình đi thăm một mình nha mọi người. Giờ mình cũng đã tới trên núi rồi, nhưng mà phải chinh phục cái đường đây mọi người này. Đây, đây đường đá đây này, leo dốc đây rất là mệt nha mọi người. Giờ mình phải chinh phục hết đường này đã, chắc cỡ khoảng hơn 3-4 cây số nữa mới tới chỗ mình đã đặt bẫy mọi người. Dù là tới trên núi rồi nhưng mà lên trên đó thì vẫn còn hơi xa nha mọi người. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu chinh phục cái đường này nha mọi người. Khi nào mà tới bẫy thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Giờ mình thì cũng đã tới rồi mọi người, mình để xe trên kia rồi, giờ đang đi bộ tới cái bẫy. Đây lúa trên trên cạn của mọi người trên này cũng đã cao rồi mọi người này. Đợt trước mình đi là nó vẫn còn thấp đó, bây giờ thì nó cũng cao rồi. Kia có mấy anh em cũng đi thăm bẫy rồi đi săn kìa. Giờ mình cũng đã vào trong rừng sâu rồi mọi người, thăm được 5-6 gái rồi. Mà dính cái nào con này thì dính con sóc, nhưng mà nó đã bị ướt nhẹp rồi mọi người. Giờ mưa mọi người, bữa nay là bão số 1 á. Đây này, dính được một con sóc này, không biết là con ăn được không, nó bị ướt nhẹp hết rồi mà. Trời ơi, giờ mưa bão mọi người. Bữa nay trời mưa mọi người, nên là đi rừng khó chịu quá, nó ẩm ướt rất khó chịu luôn. Được một con sóc tiếp, ướt nhẹp rồi, toàn là con sóc bị ướt không, tại vì trời mưa to quá mọi người, trời mưa bão số 1. Con này không biết con ăn được hay không nữa. Giờ mình tiếp tục đi thăm nha mọi người. Chù lại nha mọi người, nhìn này, dính cái con này này chứ. Lần đầu tiên dính con này mọi người này, to chưa này, này chắc được cũng được mấy lạng thôi mọi người. Còn nhìn này, người ta gọi là con kỳ dông mà to gấp mà con này thì chắc cũng không bắt được đâu mọi người. Nó như là nó nằm trong sách đỏ như vậy. Rồi giờ mình sẽ chắc mình sẽ thả nó ra thôi, chứ mà bắt mấy con này cũng mệt lắm. Giờ mình sẽ thả nó nha mọi người. Đây nha mọi người, mình đã thao ra từ cái bẫy rồi, bây giờ mình sẽ thả ra thôi nha. Chứ mà mấy con này thì nó như là nằm trong sách đỏ, mình chả muốn bắt. Rồi thả đi nha, rồi giờ mày đi nha. Rồi đi đi. Đấy, nhảy xuống nước luôn. Rồi thì mình tiếp tục đặt lại cái bẫy này và tiếp tục đi thăm nha mọi người. Mình vừa thấy một con gà gì ta, nói chung là gà gì mình cũng quên tên rồi. Vừa bay đi ở đoạn này mọi người này, nhưng mà đoạn này thì cái bẫy mình đã dính luôn, cũng dính được một con luôn nha mọi người, đang còn sống. Gà gì ta, đây nó đấy. Đây nha mọi người. Đấy, ngay đầu ngón tay mình chỉ nha, con gà sò luôn rồi. Đây con gà sò mọi người. Rồi giờ là con nào mà có mùi ngon rồi đấy, mình sẽ bắt nha mọi người, tiếp tục đi thăm. Đây nha mọi người, mình đã bắt đấy rồi nha, một con gà sò. Mọi người, ở cái bẫy này, cái bẫy chuồng mình này mọi người này, đây là vết của con heo rừng mọi người. Đây này, nó đang đi ấy này là nước mọi người, nó bị trượt, nó đi nhanh quá này, xong nó trượt phát vô chỗ này này,
Đây này, rõ luôn cái móng nó rất là to mọi người này. Đấy, đây là hai cái móng này, này thấy chưa? Heo rừng mọi người. Mấy cái bãi trôn mình nghe đây, nhưng mà dù có dính nó thì cũng chả có tác dụng gì hết đâu. Tại vì cái bãi trôn này nó nhỏ, nó cái ông phát là đứt dây hoặc là méo méo luôn đấy. Gọi là heo rừng đã tới rồi mọi người. Chắc mình phải về mình tí là mình nói anh em mình thôi. Ở đây khu này anh em mình cũng có đặt bãi heo nha mọi người. Bây giờ chắc mình về là mình sẽ thông báo cho anh em mình. Rồi anh em mình sẽ đi, chắc sẽ rủ anh em mình đi thăm bãi heo mọi người. Đi heo nó đã xuất hiện rồi mà. Được. Giống như đây luôn. Đây nữa này. Đây này. Đây đấy. Việc của nó giống này. Đấy, ngay chỗ này nữa. Chùi chỗ này nó sâu lắm mọi người này. Này. Đây này. Đây này. Heo rừng đã tới rồi mọi người ơi. Tí nữa về mình sẽ thông báo cho anh em mình biết rồi anh em mình sẽ đi thăm bãi heo nha mọi người. Chứ một mình đi thăm thì cũng ớn lắm. Giờ trong rừng sâu của mọi người cũng sợ lắm. Giờ là mình thăm bãi chuột cũng còn mấy cái nữa thôi. Thăm xong rồi mình sẽ đi đào cây băng lăng nha mọi người. Đào cây băng lăng để mà đem về trồng. Lúc trước mình có quay á mọi người. Ở đây cái bãi chuột mình vẫn còn nha. Rồi giờ mình đi đào cây băng lăng nha mọi người. Lúc trước là mình có đào dở cái này mọi người. Đây, nói chung là giờ mình thích có mấy cái nu đây mọi người này. Rồi mấy cái cây nó ra mấy cái đây xanh xui này. Đây, toàn diện cái cây này đây. Lúc trước mình cũng đã đào xong rồi, nhưng mà mình không có cưa được mọi người. Nói chung là khu này là toàn khu băng lăng thôi nha mọi người. Đây này, thấy chưa, toàn cây băng lăng không này. Đây, cây này nó cũng rất là đẹp này. Cái thế của nó này. Rồi cái này là mình chỉ việc là cưa cái đoạn này thôi là mình sẽ lấy được thôi nha mọi người. Bây giờ bắt đầu công việc mình nha. Rồi, cuối cùng đã xong rồi mọi người. Chắc mình chỉ nhổ một cây thôi. Chứ mà nhổ tiếp thì mình mang về không nổi mọi người. Cây này thì là mình trồng, mình chỉ để lộ cái nu nó lên này, nó đẹp này. Cái thân nó như nhỏ thôi. Còn cái cây này cũng rất là đẹp này. Mà mình chắc mình không nhổ nổi đâu. Để bữa sau mình sẽ nhổ cây này. Đây, cây này thì khá là đẹp đấy. Có mấy cái nu này khoai lắm ạ. Mình kép tường vi lên y bài luôn. Làm một lon bao húc rồi về mọi người ơi. Mình lấy bao mình quấn cái đoạn này để mình tí nữa mình vác đỡ đâu. Hôm nay thăm thì trồn thì cũng không dính mọi người ạ. Nhưng mà cũng
có thành quả đem về là một con cà so. Còn cái con gì mà hồi nãy là mình thả rồi, tại con đó thì nói chung là ăn cũng chả được bao nhiêu thịt, mà nó cũng để nằm trong sách đỏ nữa, mệt nên cũng thả nó đi thôi. Hôm nay được có một cái cây này thì cũng đã ngon rồi, về nhà mình sẽ trồng. Bữa sau thì cứ một lần mình đi là mình sẽ mang thêm một cây để mà mình làm ở nhà sau này, là mình kết tương vi cho nó đẹp mọi người. Giờ là mình sẽ vác cái này về. Nói chung là đi một mình thì cũng buồn lắm mọi người, nhưng mà do anh em mình bận đi gieo lúa mọi người nên là cũng chả ai đi được. Chắc tuần sau là anh em mình sẽ dồn hết cái bãi phía đoạn đầu mình thăm mà không dính mọi người, chứ là hết khu bên này chắc bãi khu bên này mọi người. Anh em mình sẽ ngủ lại mấy hôm để mình đặt bẫy luôn mọi người. Rồi giờ mình sẽ đi về nha mọi người. Vác cái này nói chung hơi mệt ạ. Đi tay xe được khoảng 4-5 cây số, nhưng mà 4-5 cây số cũng không tới đâu, chắc cỡ 2-3 cây số thôi. Nhưng mà đi đường núi nó khó lắm mọi người nói chung là vác mệt. Giờ mình sẽ tranh thủ vác rồi về nha mọi người. Rồi giờ mình dừng video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những chuyến thăm bẫy tiếp theo của mình nha. Rồi, chào tạm biệt cả mọi người nha.